em chào tất cả anh chị em ha. Hôm nay quay cái thùng xe bốn bánh cho anh chị chế cháo hay làm gì đó làm ha. Cái thùng này nếu mà đi đặt tốn tiền nhiều lắm anh chị. Anh chị thấy em hàng cái thùng bao đó, mới có thùng nó thùng mấy trăm ngàn chứ có bánh xe. Nè, bình xăng màu đẹp lắm anh chị. Màu đẹp ở dưới, bên trên thì nó xét. Thùng này của Nhật luôn anh chị, có ý á. Thùng này hình như là nó bên Nhật nhưng mà nó có ý hay sao á. Thì nó trong bộ nén của ý nha anh chị. Nè anh chị nhìn thấy cái bản lề nó thôi, thấy nó đã ghê không? Đúng kìa không? Cái thùng này thì bề dài nó 1, 5, 6 tắc, ở 6 tắc, 6 tắc rưỡi gì anh chị. Còn cái con tắc đây nè. Cái này của cái bộ nén áp cao quá anh chị. Lề nhìn đã lắm, trong đây nó có cái đội nè, có cái thùng xăng thì ở trong nó nhìn cũng được, nhưng mà ở ngoài anh chị ha, tại em chưa gì xin lỗi nha, cái này em chỉ có rửa xà bông này thôi đó ha, thì nhưng mà cái này em vẫn đổ xăng vô rồi nha đó, thì em đã test máy rồi nó có bình thì anh chị sơn lại nội, cái bình này không cũng hai xì anh chị ơi. Có cái tuy phục nè, thấy không, tuy phục của Mỹ luôn không, giỡn không biết của ăn nào đó. Nè cái bộ này là của Italy nè anh chị, không nè. Nè anh chị nhìn cái móc nó thôi cũng ghiền nữa, cái móc này nhìn thấy cưng ghê không, chắc cú lắm nha anh chị, không nhất luôn á. Đó có bánh xe, cái bánh xe này đẩy thiên thu vĩnh cửu, bánh xe này đẩy không kêu luôn nha anh chị, nó có cao su á, cao su dễ dẻo á. Còn cái này á là nó hình như là nó có cái tấm mốt nó, nhưng mà nó xúc ra anh chị, nó xúc hết trơn rồi, nó còn cái lớp keo keo nhìn vậy đó. Và anh chị để cái lớp keo này thì 50 năm sau nó cũng không xét nữa, đâu thấm nước chưa được đâu. Cái thùng này còn đẹp lắm nha anh chị, nè đẩy xuống đây đó, anh chị muốn tỉ thì chị lấy ngóc dặn đây lại cái nữa là nó không có bật lên đó, ha. Rồi này, bán cái này 700 ngàn thôi, không bao ship nha anh chị, bán rẻ 700 ngàn thôi, chắc cú rồi ha. Rồi thôi em chào nha.